Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để được nhận 500 di tích. Thì cái đấy cũng là nhân phẩm thôi các bạn ạ. Trước hết thì đây là cái ad mình muốn làm phần quà cho các bạn ấy, khi kênh của mình được 500 sub. Và hôm qua ấy, mình vào YouTube thì nó thật bất ngờ các bạn ạ. Các bạn thấy không? Người chưa đăng ký xem nhá là chiếm 93,2% trong số lượt xem. Tức là kênh của mình ấy thì tổng nó có hơn 100.000 lượt xem, trong đó 93% là của người chưa đăng ký. Tại sao các bạn lại đối xử với mình như thế? Tại sao không đăng ký đi chứ? Đấy, chỉ là rất ít thôi, nhưng mà cũng rất cảm ơn là các bạn đã xem video của mình. Đấy là mình chỉ nói đùa vậy thôi. Thì đây, muốn kiếm được ấy cái di tích này này thì chơi game này hầu như các bạn chủ yếu là để cày di tích thôi. Thì đấy là cách lấy bài VIP rất là dễ. Ví dụ như đây là một gói bài phù thủy đúng không? Đây là một gói bài di tích cổ đại này. Thì tại nó có cái màn phép thuật này này nên mình gọi là phù thủy. Bởi vì cái này nó, nếu mà đánh phù thủy thì nhất định phải có cái này. Thì khi các bạn, đây, trước hết là các bạn nhìn thấy là có 15 đá di tích. Cái này là mảnh hồn chứ nhỉ? Sao game này ảo thế? Mặc dù là di tích nhưng mà lại là mảnh hồn. Thì nó có hai loại. Cái mảnh vỡ ký ức này này thì rất là khó để nhận. Một mảnh vỡ thì nó sẽ được tính là hai mảnh hồn. Muốn kiếm cái mảnh vỡ ấy, theo mình thấy thì giờ các bạn vào cái này này. Đâu nhỉ? Cái chức năng gì? Không phải cái này rồi. Thì các bạn cứ tìm trong này này. Cái này thì phải. Đây. Khi các bạn quay cái này này thì nó sẽ có tỷ lệ ra cái mảnh vỡ thì phải. Ở cái nào nhỉ? Ở trong này có rất nhiều bài luôn. Đấy, mảnh vỡ đây này. Khi bạn quay ở trong này này thì nhân phẩm cao thì được cái ngon, nhân phẩm thấp thì được cái không ngon. Mà hầu như cái này ấy, toàn là một số lá có nguồn hết rồi các bạn ạ. Cái lương này nhìn ghê thật. Mình chưa thử. Trước thì mình quay một số lần, nhưng mà muốn quay full ý thì nó rất là tốn. Tốn tận tùy thôi. Cái pha la ông rẻ nhất thì nó tốn 10k game đấy. Thì mình chưa quay, mình chỉ quay mấy lần để test thử nhân phẩm thôi. Nhưng mà cũng là khá là xui các bạn ạ. Nên các bạn không nên thử chơi cái này nhé. Mà các bạn hãy cày cái mảnh hồn viễn cổ này này. Đâu nhỉ? Ở trong city cổ đại. Các bạn hãy cày nó ấy. Thì khi các bạn mua 3.000 một gói ở server mới thì nó sẽ rẻ hơn. Server mới thì nó có giảm giá các bạn ạ. Chứ bình thường server cũ thì nó sẽ có 3.000. Khi mua ấy thì các bạn sẽ được 4 phần quà thì phải. Tùy thôi. Tổng là 5. Một lần mua sẽ được 5 phần quà. Nó sẽ chia đều ra nhé. Tùy nhân phẩm của các bạn. Sao nó không chia nhỉ? Đây. Tổng cộng là 5 phần quà. Nó sẽ chia đều cho mấy số lá trong này. Ví dụ trong một số gói di tích ấy, nó chỉ có 3 lá thôi. Ví dụ như một số cái di tích nó có 3 lá. Đâu nhỉ? Thì khi các bạn mua ấy, thì tỷ lệ trúng bài nó sẽ cao hơn. Đấy. Mặc dù nó 3 lá nhưng mà nó cũng 5 phần quà. Và mỗi lần ý thì các bạn phải đủ cái mảnh này này thì để ghép ra một cái lá đấy. Có thể dùng cái mảnh hồn viễn cổ để thay cho cái mảnh đó. Tức là các bạn phải đủ 1.500 tổng cả mảnh, cái mảnh ở dưới đây này. Các bạn thấy 1/1.500 không? Phải có tổng cả cái mảnh dưới và cái mảnh hồn viễn cổ đủ 1k5 thì các bạn mới có thể sở hữu được một lá. Và nó có hai mốc là chưa mở thưởng. Nếu mà các bạn ấn vào đã mở thưởng ấy thì một là lỗi dữ liệu, hai là nó sẽ bị lag. Lag là sao? Nào các bạn không làm gì được, các bạn phải thoát game ra và lại. Thì trước thì nó hay bị lag, giờ nó bị lỗi dữ liệu các bạn ạ. Muốn xem được cái đã mở thưởng này này thì rất là khó. Thì các bạn chỉ có thể xem là chưa mở thưởng. Các bạn thấy cái kỳ không? Nó có rất nhiều kỳ. Thì mình không nhớ là cái kỳ này nó theo tăng dần hay sao ấy. Thì mỗi kỳ ấy, nó sẽ có 2.500. Tức là khi các bạn mua một lần nó sẽ 2k4 này à? Hình như có bạn nào đang mua thì phải. Thì nó sẽ tăng tỷ lệ của các bạn. Chứ tức là một lần mua thì các bạn sẽ được 0.04%. Khi các bạn càng nhiều phần trăm thì các bạn trúng càng lớn, càng dễ trúng thôi. Đây, mình sẽ đợi nó qua kỳ mới nhé. Thì hình như có bạn đang mua rồi nên nó vẫn đang tăng này này, chứ không phải mình mua đâu. Mình không rõ, một lần nó sẽ cho
tối đa bao nhiêu lần, nhưng mà nếu mà muốn full ý thì các bạn xương xương mất 750 vạn gold thì các bạn sẽ được 100%, nhưng mà không cần thiết đâu các bạn ạ. Bởi vì một cái kỳ này mở ra đúng không, sẽ có rất nhiều người mua và phần trăm nó sẽ chia đều 100%. Ví dụ các bạn chỉ cần 50%, đâu có 10 người, có 10 người đúng không, thì các bạn chỉ cần 20% là các bạn đã có tỷ lệ thắng gấp đôi người ta rồi. Người ta thì sẽ có 10%, đây có một lần mua thì nó sẽ được 0,04%, nó sẽ tính theo kỳ các bạn ạ. Ví dụ kỳ này bạn trúng mà kỳ sau các bạn cũng có thể trúng tiếp, rất là ghê gớm. Nhưng mà chỉ có 0,32% thì cực kỳ là khó trúng nha các bạn. Mua một lần chỉ được 0,04, muốn được 100% thì phải mất 750 vạn gold. Mà thường ý, các bạn mua tầm 30 đến 40 vạn thì cũng có khả năng trúng rồi. Tùy theo thôi. Ví dụ kỳ đấy nhiều người chơi thì phần trăm nó sẽ chia đều ra, các bạn sẽ dễ trúng hơn. Mà kỳ đấy ít người chơi thì người có nhiều nhất thì họ sẽ dễ trúng hơn. Khi tra thưởng ấy thì các bạn phải đợi lúc 10 giờ tối hay 10 rưỡi gì đấy. Đại loại là sau 10 giờ nó sẽ tra thưởng cho các bạn. Nếu mà các bạn trúng ấy, nó sẽ gửi vào thư. Các bạn ấn vào thư này. Ấn vào thưởng. Khi ấn vào thưởng nó sẽ cho các bạn là 500 mảnh hồn địa cổ và các bạn chỉ cần nhận vào thôi. Còn các bạn không trúng thì thôi. Thật ra là cái này khó trúng lắm các bạn ạ. À, các bạn nghĩ mình mua nhiều gốt tỷ lệ tầm 10% đi, cứ tưởng ăn chắc trong tay, mà không có đâu các bạn ạ. Cái này thì dựa vào rất nhiều là may mắn nữa. Đó, hình như đang có bạn nào mua rất là nhiều luôn, chưa gì đã lên được hơn 200 rồi. Một lần mua thì mình không nhớ nó là được bao nhiêu, thì tại cái bạn này đang có bạn chơi mình chưa test được. Ô, 275 rồi, 279 4 à, 282 86 89 93 98 cỡ 3, khoảng là cái tiến độ này này, tức là người ta đang mua khi hết 2.500 nó sẽ hết một kỳ, nhưng mà mình không rõ là một lần mua nó sẽ được bao nhiêu tiến độ, chắc là một thôi đấy, bởi vì đang có người đang auto các bạn ạ. Ồ, bạn này khá là giàu đấy. Ồ, vẫn chưa dừng, ghê thật, chưa dừng luôn. Thì chắc là không test được đâu các bạn ạ. Các bạn mua di tích thì cố gắng dành tiền ấy cỡ tầm 50 vạn cho chắc, hoặc nếu mà nhân phẩm các bạn đó ấy, thì mỗi ngày các mỗi kỳ các bạn mua một lần thôi, thì một ngày nó có rất nhiều kỳ nhá. Các bạn cứ canh mỗi lần nó ra một kỳ mới thì các bạn mua tầm một gói hay hai gói gì đấy, nếu mà nhân phẩm cao thì các bạn có thể dùng đấy. Nó là một cách cày rất là dễ thôi. Di tích thì cái mảnh hồn viễn cổ này này nó đổi được rất nhiều bài, trong di tích toàn là bài xịn không, nên muốn chơi cái game này được ý, thì các bạn phải chăm chỉ điểm danh để nhận gold, sau đó dùng gold để mua mảnh hồn viễn cổ, vậy thì nó mới bài mạnh được. Cái vòng quay phù thủy à, mình hết vé này cũng không quay được, để mình chờ chút xem cái này nó người ta dừng chưa. 487, 488, 489, 490. Ừ đúng rồi, một lần thì các bạn chỉ mua được một tiến độ, tức là các bạn mất 2.500 nhân với 3.000 thì nó rớt vào khoảng 7 vạn à, 750 vạn à, đúng nhỉ? 2.500 nhân với nào, ừ 25 nhân với 3 thì cỡ vào 750 vạn, thì nó sẽ sau một kỳ và 100%, tức là 3 vạn vote sẽ được 0,04% của 100%. Thì nói đôi chút rất khó hiểu, thì các bạn cứ mua càng nhiều gold thì tỷ lệ của các bạn càng cao, tỷ lệ của các bạn càng cao thì các bạn càng dễ trúng, mà nhân phẩm của các bạn càng tốt thì các bạn mỗi ngày vào làm một cái kỳ, chỉ cần một cái thôi thì cũng trúng được. Ơ dừng rồi này, đấy mình mua một gói này thì nó sẽ cho mình một đó, một tiếp. Bạn này khá là ghê gớm đấy, tầm hơn 100 vạn gold. Bạn này vừa mua ấy có phải hơn tầm 200 vạn đấy. Nãy có một bạn mua thì chắc là các bạn hóng ngày mai nhá. Ngày mai thì mình vừa làm hai cái kỳ thì ngày mai chắc là trúng một cái đấy, các bạn cứ yên tâm, nhân phẩm của mình cao lắm.